Phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ quý 2 năm 2023 được Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức khai mạc trong sáng nay 8 tháng 6. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 266 đơn vị tuyển dụng, với trên 17.000 vị trí việc làm trống cần tuyển. Riêng tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ, có 42 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 180 vị trí việc làm cần tuyển. Các ngành nghề tuyển dụng như nhân viên văn phòng, lập trình viên, nhân viên kinh doanh, thực tập sinh, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán, kỹ sư cầu đường, nhân viên tiếp thị. Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến, người lao động và các sinh viên được tìm hiểu thông tin về cơ hội việc làm trong và ngoài nước, được hướng dẫn đăng ký tìm việc, kỹ năng tiếp xúc nhà tuyển dụng thông qua mạng Internet và các website Người tìm việc, Việc tìm người. Qua đó, nhà tuyển dụng sẽ tiếp cận nguồn nhân lực cần tuyển theo nhu cầu.